tạo làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy: hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh bà hiền dân làm được. Hai chú chuột say sưa. Nào con yêu, xem mẹ làm gì cho con này. Mẹ ơi, sao quả lê này lại màu đỏ ạ? Đây là mẹ dùng một thứ đắt tiền mà thần bí để nấu đấy. Con đoán xem là gì? Là gì nhỉ? Rượu vang, cho nên đây gọi là lê rượu vang đấy. Đón tiếp các bạn con vui vẻ nhé. Mẹ có việc phải đi trước đây. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Thơm quá. Hiếu Hiếu, tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống say rồi, rất là xấu. Cậu tuyệt đối không được say sưa đấy. Đây chỉ là lê thôi mà, có phải là rượu đâu, sao mà say được chứ. Thơm quá. Tiểu Sủng ơi, cậu ăn đi này, ngon lắm. Các cậu đừng có ăn nữa, hai người chỉ là trẻ con, một lúc nữa sẽ say đấy. Sao cậu lại biến thành chuột rồi? Cậu cũng thế mà. Hoan nghênh các cháu, các cục cưng thân yêu của ta. Mèo. Các cục cưng đừng chạy nữa. Bà cô đơn lắm rồi, ở lại cùng bà có được không? Bà có rất nhiều hoa quả rượu vang đang đợi các cháu đây. Thơm quá. Bữa tiệc hoa quả rượu vang. Thơm quá. Chúng mình được ăn một bữa no nê rồi. Bà mèo tốt quá ạ. Bà mèo ơi, mũi của bà sao cứ phải dán miếng cao dán mãi thế ạ? Mũi bà bị thương rồi. Bà mèo ơi, sao bà có nhiều búp bê vải thế ạ? Đó đều là cháu cưng của bà đấy. Bà toàn cho chúng ăn hoa quả rượu vang, nhưng tuổi thọ của chúng quá ngắn nên biến thành thiên thần nhỏ rồi. Bà đành phải làm búp bê nhỏ để tưởng nhớ chúng. Cảm động quá. Bà tốt quá ạ. Thơm quá. Bà ơi, đây là cái gì thế ạ? Đây là gừng rượu vang bí quyết của bà đấy. Đợi chút nữa các cháu ăn xong hoa quả, rồi bà sẽ cho các cháu thử nhé. Thật chứ ạ? Hay quá. Sao cái phòng này cứ quay quay nhỉ? Đúng đấy, mặt cậu đỏ quá. Tớ chóng mặt quá, tớ muốn ngủ. (Cười)
còn gừng rượu vang thơm ngon nữa nhé. Ngủ nhanh thế chứ? Các cục cưng, mau dậy nào. Bà còn gừng rượu vang thơm ngon nữa cơ. Mắc lừa rồi. Giờ phải chạy thôi. Nhưng mà mình chạy thì Ngưu Ngưu biết làm sao? Nào dậy nào, cậu bé đáng yêu của bà. Đây là gừng rượu vang thơm ngon gấp nghìn lần so với hoa quả rượu vang đấy. Ngủ ngon quá nhỉ. Thôi được. Phải làm sao đây? Mình làm sao mà trốn được đây? Tiểu Sùng ơi, đến cứu tớ đi. Tiểu Sùng. Hiếu Hiếu, tuyệt đối đừng sợ. Tớ đến đây. Tớ đã bảo cậu từ lâu rồi. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu. Uống say rồi rất là xấu mà. Bất kỳ việc gì cũng không được tham. Tớ có tham đâu. Chẳng qua là hoa quả rượu vang ngon quá thôi. Nhưng cậu ăn quá nhiều, bị say rượu là sẽ không tự kiểm soát được. Bao nhiêu cái xấu đều lộ ra hết mà còn không biết. Tớ rất xấu á. Toàn thân cậu đỏ lù lên, cứ như bị luộc ấy. Uống rượu say sẽ mất hết tâm trí, không phân biệt được phải trái. Giờ cậu chỉ có thể dựa vào ý chí khi tỉnh táo để đối phó với ma thuật của bà mèo thôi. Hơn nữa, nhất định phải trong một tiếng đồng hồ đấy. Vì sao? Quá thời gian, Ngưu Ngưu sẽ mãi mãi biến thành búp bê vải. Cái gì? Nghĩa là những chú búp bê vải đó đều là bị bà mèo lừa như thế à? Họ không thể hồi phục thành những đứa trẻ khác sao? Hiếu Hiếu, cố lên nhé. Cậu có thể để ý hơn cái mũi của bà mèo. Mũi của bà ấy thật ra không phải là bị thương. Đúng là lừa mình rồi. Lẽ nào miếng cao dán có tác dụng khác sao? Không được để phát hiện. Cục cưng, cháu dậy rồi à? Cháu dậy rồi ư? Nào, thử gừng rượu vang của bà đi. Bà ơi, cháu no rồi ạ. Cháu không uống được nữa đâu ạ. Bé ngoan, uống một ngụm đi. Thơm ngon lắm. Cháu thật bướng bỉnh. Có phải cháu muốn lấy cao dán không? Được, cháu cứ uống đi. Rồi bà sẽ cho cháu một miếng. Bé ngoan, cố lên. Ôi, sao cháu thấy nhức đầu thế nhỉ? Là do gừng rượu vang của bà thơm quá mà. Miếng cao của bà ấy nhất định là giả. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. Mình phải giữ cho tâm trạng tỉnh táo. Bé ngoan, uống xong sẽ hết nhức đầu, là có thể ngủ một giấc thật ngon. Cháu làm bà quá đau lòng đấy. Làm sao đây, làm sao đây? Bà không bắt được cháu đâu. Tên chuột hư, xuống mau. Bà là đồ lừa đảo, trả Ngưu Ngưu lại cho tôi. Thật dễ chịu, hèn gì mà bà không bị mùi hương làm cho say sưa.
Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Lưu Lưu, Hiếu Hiếu, chúng ta mau đi thôi. Được. Chào mừng các cậu trở về, các dũng sĩ tỉnh táo. Trái lê rượu vang thơm ngon để cho mừng các cậu đây. Không ăn đâu, chúng tớ không ăn đâu. Sao không ăn? Uống nhiều rượu sẽ bị mất mặt lắm, lại còn làm mình ngốc nghếch nữa. Sau này chúng mình không được tham uống rượu nữa đâu. Các bạn à, tuổi còn nhỏ chớ uống rượu. Uống say rồi là rất xấu. Khi uống rượu, các cậu sẽ làm ra nhiều việc xấu xí mà mình không nghĩ tới, lại còn đánh mất tâm trí nữa, không phân biệt được phải trái, có hối cũng không kịp. Các bạn nhỏ này, chúng ta phải là những thiếu niên thân và tâm đều khỏe mạnh nhé. Tạm biệt. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Tốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.